Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với Popcorn Channel. Là Pop, nếu mà mọi người nào mà thích con quỷ ngô thì nhớ bật phụ đề lên nha. Thì hôm nay đó sẽ là một cái series đáng mong chờ nha mọi người, hoặc là đồ vĩ mình. Thì series trong video hôm nay sẽ là series 2023 mùa thứ nhất nha mọi người. Thì tại sao lại có mùa thứ nhất thì mình thường thường mình sẽ chia ra thành mùa thứ nhất và mùa thứ hai mọi người, kiểu một cái là từ nửa năm đến đầu năm, từ đầu năm đến nửa năm chứ ha, và từ nửa năm giữa năm đến cuối năm á mọi người, nên mình sẽ chia ra thành hai mùa để mình kiểu trong cái series này là mình đa số là mình review về sản phẩm mọi người. Kiểu bạn nào mà coi series 2022 nhiều thì mọi người sẽ biết cái series này nó như thế nào á. Như mọi lần thì mình sẽ review sản phẩm, mỹ phẩm, xong rồi mình sẽ kiểu đánh giá dựa theo cái trải nghiệm của mình và mình sẽ chấm điểm theo cái trải nghiệm của mình nha mọi người. Và nhớ nha, theo cái trải nghiệm của mình, nên mọi người đừng có bắt bẻ. Nếu mà mọi người lỡ mà dùng cái sản phẩm đó mà mọi người không hợp á thì mọi người đừng có bắt bẻ mình nha. Tại vì cái sản phẩm này là mình dùng trên da của mình á, và mình kiểu cảm giác như nào thì mình sẽ nêu review về kiểu mình sẽ nêu cái đánh giá của mình về cái sản phẩm đó nhé. Đầu tiên mình sẽ review về em sữa mặt simple mà dạng gel mà kìm dấu mọi người. Mình sẽ để cái video mà hình sản phẩm ở đây, và mình sẽ xíu nữa mình sẽ để hay là mình sẽ để cái video review chất và cái tạo bọt của nó đây luôn nhé, để cho mọi người xem và mọi người cảm nhận nhé. Thì đối với mình á, khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này nè mọi người, mình thấy nó khá là chán nha mọi người. Tuy nhiên thì nó khá là lành tính mọi người, kiểu nó không cồn, không hương liệu mọi người, và nó kiểu nó không tạo bọt, không có xà phòng á, nên thường thường là các bạn xem video đây là mọi người sẽ biết là cái em này tạo bọt nó khá là tệ á, và mình thực sự là mình không có thích nha mọi người. Tại vì mình cảm giác nó không có sạch á mọi người, nó có các hạt lợn cợn nhỏ nữa, và mình dùng trên da mặt mình khá là êm nha, nhưng mà mình thực sự là mình không có thích cái chất này. Mình kiểu lúc mà mình rửa trên mặt mình á, mình cảm giác nó không có sạch á mọi người, kiểu nó chán mọi người. Tuy nhiên thì em này có mức giá rẻ và kiểu sao ta lành tính nữa, nên mình, nếu mà theo như mình đánh giá thì em này đối mình nha, thì mình đánh giá tầm 6/10 điểm thôi mọi người. Tại vì mình thấy nó hơi bị chán, cảm giác nó không có sạch lắm và nó có các cái hạt á, nên bạn nào mà kiểu da mà nhiều mụn á thì hạn chế nha, tại vì nó có thể làm chầy da các bạn, kiểu sao ta làm vỡ mụn các bạn á, nên bạn nào mà kiểu nhiều mụn á thì các bạn cân nhắc nha. Còn da bạn nào mà nhiều dấu thì các bạn cũng có thể các bạn cân nhắc mua nha, tại vì em này là nó là chuyên có hạt dinh si á để kìm dầu á, nên mọi người kiểu nếu mà da bạn nào mà có dầu á thì cân nhắc mua em này dùng thử nha. Nhưng mà đối mình thì với cái chất của em này á, xài nó không kiểu không có sướng á mọi người, nên mình sẽ không mua lại em này nha. Thì tiếp đến sẽ là em sữa rửa mặt Be Blend loại đậu xanh nha mọi người. Và mình sẽ vẫn sẽ để clip và cái hình lên đây luôn. Kiểu mình để như vậy á, kiểu mình chứng minh cho mọi người biết là mình có xài nha, và mình không nói bằng mồm nha mọi người. Nên mình cân nhắc từ mấy cái đợt trước á. Đợt trước là kiểu mình lỡ mà mình dùng hết xong rồi mình không có kiểu cái sản phẩm mắc công mình nói, chỉ nói bằng miệng thôi thì ai cũng nói được đúng không mọi người. Nên mình sẽ để cái sản phẩm ở đây và mình sẽ review cho mọi người nha. Thì đối với mình á, em này mình thực sự khá là ưng nha mọi người. Thì các bạn sẽ thấy chất của em này khá là đặc, và em này tạo bọt cũng khá là nhiều nữa. Và em này kiểu sao ta, cái chất em này sẽ có mấy cái hạt kiểu như là kiểu bã đậu xanh đó mọi người, các hạt nhỏ nhỏ li ti ở trong á. Nhưng mà khi mà mình dùng trên da mình á thì mình cảm giác nó không có kiểu sao ta, nó không có kiểu lợn cợn trên mặt mình, nó không có kiểu sao ta, kiểu như cái em Zinzi trước nó kiểu ma sát. Còn em này kiểu nó mịn lắm, nó kiểu như là có như không á mọi người, kiểu nó cho vô để biết là nó có làm từ đậu xanh ấy. Nên mình thấy em này dùng khá là ok nha mọi người, kiểu em này tạo bọt ổn nè, sạch nè, và kiểu mùi thơm nhẹ nhẹ, mỗi tội cái màu nó hơi bị
hơi bị xấu một xíu thôi, nhưng mà dùng khá là êm nha. Và em này giá của em này cũng khá là ổn nữa. Mình mua lúc đó mình mua có tầm tầm mấy chục rồi mọi người, là mình mua được một tuyếp chừng đó, tuyếp dài hình như mình nhớ không nhầm là 150g, mà mình dùng tầm một tháng chưa hết đó mọi người. Nên nếu mà mọi người nào mà muốn em sữa rửa mặt mà giá rẻ, cái này là sữa luôn nha chứ không phải là dạng gel đâu, nên nó sẽ hơi bị mình dùng xong á thì mình không thấy bị khô da gì hết, không bị căng da, không bị khô da, mà thấy nó còn ẩm ẩm cơ, mà cảm giác nó sạch đó mọi người. Nên mình đánh giá em này cao nhé, 9/10 điểm luôn á. Mình thấy khá là, nếu mà bạn nào da khô các bạn dùng cũng được, da dầu cũng được, nếu mà nhiều dầu quá thì cân nhắc xài em khác. Còn da mà thường thường á, từ da hơi khô nha, chứ khô quá thì dùng cũng hơi bị sao ta, không đủ á. Hơi khô đến da hơi dầu nha, tầm mức da đó là sẽ ok nhất cho mình. Mình dùng rất là ưng luôn, kiểu dùng xong cái da mình nó ẩm á mà nó sạch nữa, nên mình khá là thích em P Plan này nha. Nên các bạn có thể cân nhắc các bạn mua thử em sữa rửa mặt P Plan này nha. Cuối cùng sẽ là em sữa rửa mặt SPR. Cái này là bạn mới nha mọi người. Thì tại sao mình lại có cái này mà hai người kia không có? Tại vì hai người kia là mình để ở quê mọi người, nên mình kiểu không có mang theo. Mình thường thường mình để ở quê, xong rồi mỗi khi mà mình về là mình lấy mình xài luôn. Nên mình để ở quê, nên mình kiểu mình rút kinh nghiệm á, nên mình quay trước xong rồi mình sẽ review cho mọi người xem nhé. Thì em này là em SPR nha mọi người. Mình mua full size nha. Và bản này là bản mới nha. Đợt trước mình nhớ series mùa trước có mùa 2022 mình có review SPR này rồi, nhưng mà kính này là bạn mới nha, nên mình quyết định mình lấy ra mình review tiếp luôn. Thì em này như mọi người thấy là em này cái chất nó khá là lỏng nha mọi người, và mình sẽ xịt ra tay cho mọi người xem cái đoạn video test xịt ra tay này và tạo bọt ở góc này luôn nha. Mọi người sẽ xem ở góc này nhá. Thì như mình đánh giá em SPR này thì mọi người mình thấy nó có hương liệu á. Cái này nếu mà da bạn nào nhạy cảm quá thì các bạn cân nhắc nha, tại vì em này có hương liệu nha mọi người. Tuy nhiên cái mùi em này nó đối với mình nha thì nó sẽ nhẹ hơn, nó khác cái mùi bạn cũ, và nó cũng nhẹ nhàng hơn, cảm giác của mình thôi. Và em này kiểu sẽ hao hơn bạn cũ nha, tại vì em này nó lỏng hơn, mình thấy nó lỏng hơn khá là nhiều á. Đợt đó là mình mua xong mình tưởng mình mua chúng hàng fake, nhưng mà mình hỏi đi hỏi lại mấy người từng dùng qua bạn mới này rồi, mình mới biết là cái em bạn mới này nó lỏng như vậy. Nên mình cũng yên tâm mình xài nè, mình xài đến tầm còn 1/4 chai nè. Nên mình thì đối mình thì mình khá là thích em này á, kiểu sao ta, mình cảm giác em này nó sạch đủ nha mọi người. Cái bọt của em này rất là mịn luôn, nó tạo bọt dễ hơn rất nhiều so với cái bạn cũ á. Bạn cũ mình đôi lúc mình tạo bọt nó không lên, còn em này là mỗi lần tạo bọt là mỗi lần lên nha. Và bọt em này nó rất là mềm, rất là mịn, nó không có kiểu bị dính lại sữa rửa mặt trên tay khi mà rửa mặt lại á. Kiểu có vài sữa rửa mặt á là mình xịt ra xong mình tạo bọt xong rồi lúc mà mình rửa mặt lại vẫn còn dính xíu gel rửa mặt trên tay á. Thì em này mình thấy tạo bọt, một khi mà tạo bọt nó tạo bọt hết kỹ lượng gel trên tay luôn, nên mình khá là thích em này nha. Và cái độ làm sạch á của em này đối mình thấy là nó khá là sạch á, tại vì kiểu mình có xem, mỗi lần mình mua gì đó mình cũng khá là xem kỹ á, thì mình thấy mấy bạn nào mà da khô á dùng em này á nó bị rát, nó bị kiểu sao ta, bị khô hơn á. Thì em này là dành cho da dầu nha mọi người, nên nếu mà bạn nào da dầu thì các bạn hãy mua nha, chứ da khô các bạn đừng mua, có thể khiến các bạn bị nhạy cảm hơn á. Nên nếu mà bạn nào mà da khô thì cân nhắc mua màu hồng á, màu hồng hình như dành cho da khô, còn da dầu thì các bạn nên mua màu xanh này nha. Thì em này mình xài khá là ưng, tuy nhiên nó có xỉu hương liệu, nhưng mà mình vẫn đánh giá em này là tầm 9.5 hơn em B Blend một xíu nha mọi người. Sạch, khá là sạch, kiểu sạch mà kiểu êm mọi người, kiểu da dầu đối mình á thì mình dùng em này kiểu ta, nếu mà da mình đợt đó mà có bị kích ứng hay là bị khô quá thì dùng em này thì đúng là nó hơi khô thiệt, hơi bị căng da thiệt. Nhưng mà hôm nào mà mình đi vừa đi học về á, tại trang rửa mặt luôn, em này rất là sướng, kiểu nó sạch mà nó vẫn còn kiểu da mình nó không bị khô lắm á. Nên mình thấy em này làm sạch khá là ổn, 9.5 trên 10 nhé. Và giá của em này mình đợt đó mình mua một chai này tầm 300 mấy,
thì mình thấy nó cũng khá là rẻ mọi người, tại vì 400 ml lận mà. Có vài loại sữa rửa mặt tầm 200 mấy, có 150 ml à, nhưng mà em này 400 ml lận mà tầm 300 mấy, đôi khi các bạn mua sale sale này sale nọ nữa tầm 200 mấy cũng có thể nha. Nên mình thấy mức giá khi mà mua em này mình thấy khá là ổn nha các bạn à, nên nên mua dùng thử nhé. Tập đầu tiên của video 2023 đến đây đã kết thúc rồi, thì mình cũng nói thật với các bạn luôn, có thể các bạn nghe xong các bạn hơi thất vọng một xíu á, thì cái series mùa 1 2023 này nè thì mình nghĩ là nó sẽ ít sản phẩm hơn so với mấy mùa trước á mọi người, tại vì đợt này mình ít mua đồ skincare, đồ dưỡng da đó mọi người, tại vì mình có một chút trục trặc về kiểu kiểu mình mua sao ta, mình dùng các sản phẩm cũ chưa hết á, nên mình cũng không thể nào mà mình mua sản phẩm mới mà mình xài được. Mình thứ hai là mình một phần mình cũng là sinh viên nữa, cũng không có nhiều tiền đó mọi người, nên mình cũng không có mua nhiều sản phẩm để mình trải nghiệm được, nên vì thế mình xin lỗi các bạn trong video này nha. Thì video của mình đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình, và nếu mà mọi người có góp ý hay là kiểu muốn mình làm về cái gì á thì các bạn nhớ comment ở phía bên dưới để cho mình biết nha. Tại vì mọi người không comment cho mình biết kiểu mình kiểu lúc mà mình làm mấy cái video này nè, mình cũng hơi vân vân một xíu á, mình không biết làm về gì á, nên mọi người mà có ý kiến hay là có đóng góp hay là muốn mình làm cái gì thì cứ comment nha, đừng có ngại gì hết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye mọi người.